Rồi, chào mọi người. Bây giờ lại tiếp tục giới thiệu cho người một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Inco. Thì Inco này lúc trước tôi đã có giới thiệu cho người là thương hiệu Inco này nó với cái hãng thương hiệu của hãng Total nó là một nha. Thì cái Inco này ở nước ngoài nó là lâu đời hơn hãng Total. Nó ra là vừa được phân phối là ở các nước ngoài rất là nhiều ha. Tỷ lệ phân phối nước ngoài nó nhiều hơn gấp rất là nhiều lần so với hãng Total. Nhưng mà cái hãng Total thì do về Việt Nam trước nên nó được phân phối ở Việt Nam sâu rộng. Còn Inco này nó về Việt Nam sau đó nên nó chỉ mới bắt đầu thôi nha. Thì nay mai mình cứ mua những sản phẩm nào có thương hiệu Inco. Ok, Inco này với ông Total là cùng một nhà máy, cùng một ông, cùng một công ty sản xuất ra hai cái thương hiệu ha. Thì cái chất lượng của hàng Inco này nó sẽ trên hàng Total một bậc nha. Ok, thì mình nói vậy để mọi người để hiểu thương hiệu Inco này từ đâu ra ha. Nó cũng là của hàng Trung Quốc hết, thương hiệu của Trung Quốc ha, sản xuất tại Trung Quốc nha. Ok, không có nước thứ ba. Rồi bây giờ sẽ tiếp tục giới thiệu cho người. Bây giờ trên bàn tôi đây lấy là một cái thước hồ ha, cái thước hồ 60 cm nha, mang thương hiệu Inco đó. Thì cái thước này nó làm đây bằng nhôm. Thì những anh em mà chúng ta làm thợ hồ á, chúng ta cần kéo hồ nha. Thì những cái đầu nhỏ 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 này nè nha, loại 60 nha, nó loại dài hơn thì nó không có. Thì chúng ta vuốt hồ ha, khi mà chúng ta tô á, khi chúng ta tô thì chúng ta cầm cái hồ này chúng ta vuốt đó, vuốt hồ ha. Thì những anh em nào mà đã là thợ tô rồi chỉ cần nhìn qua là đã biết là cái công dụng của nó ha. Anh em mình không cần phải nói nhiều hay là giải thích nhiều ha. Thì bây giờ tôi sẽ nói sơ qua về những cái trang bị của nó thôi. Thì trên đây tôi sẽ khui ra cho người xem với anh Dung thấy rõ ha. Thì trên bàn đây á, là cái thước này ở trên đây có hai cái ống thủy, một cái ống thủy đứng ha, một cái ống thủy thì đứng, một ống thủy nằm ngang. Theo mình để vậy thì ống thủy nằm ngang thì đứng nè đó. Thì ở trên đây thì những cái vạch trên đây là nó sơn nha mọi người nha. Trên những cái vạch số này nè, lưu ý này là nó sơn chứ nó không phải khắc laser á, nó sơn lên đó. Thì dưới đây thì nó được bắt những con ốc đây, phát lỗ trong lỗ thì để treo đồ thôi. 60 cm cái thước hồ thôi ha, chứ của hãng Inco rất đẹp. Này là bằng nhôm nha, là bằng nhôm đó. Thì mọi người có gọi mua cái thước này thì liên hệ ha. Thì bên cửa hàng tôi đang bán với cái thước này với giá là 160.000 nha, 160.000 đó, 160.000 cho cái thước vậy ha, thước hồ của Inco có tay cầm bằng nhựa. Đó, mình có thể mình thao tác nó dễ hơn ha. Đó. Rồi, rất là đẹp nha mọi người ha. Thì anh em có nhu cầu mua thì cái thước này nó giá này chưa gồm phí ship nha. Giá này chưa bao gồm phí ship. Những anh em nào mua thì cái phí ship của này nó hơi mắc á nha. Hơi mắc một chút, bởi vì sao? Bởi vì cái này nó chi phí vận chuyển mình đóng gói nó dài á nha, đóng gói nó dài nên chi phí hơi cao. Nên anh em nào mua thì liên hệ để được báo cái phí ship nha. Đó. Rồi. Này là bằng nhôm ha, nhôm vắt hai đầu đó. Nhôm đúc. Thật sự đây mà nó là cái lá nhôm nha. Có hai đầu thôi. Rồi, 160.000 mọi người ha. Người có nhu cầu mua hàng liên hệ tôi theo số điện thoại 0942309090. Rồi, cảm ơn mọi người ha. Rồi, xin chào.